Cái này là cái dạng sống, là cái những sinh nô đó, mình coi cái dạng sống ha, thì cái này không phải là tự nhiên mà lâu lắm mà chạy liền được đâu, không phải là vậy, mà mình phải gọi là mình phải đưa cái đầu vào vô ha, mình phải đưa đưa cái đầu vào vô để mà nó chạy được. Thì muốn đưa cái đầu vào để chạy được đó, thì ở đây á mình có những cái signal của mình nè, đây là những cái signal trong code của mình nè, đây là những cái input và output của mình trong cái code của mình á. Đây code của mình gồm có ba ba chân in ha, cái nào phải báo in là in đó, in là in, còn out là out, output đó. Thì mình sẽ có là mình sẽ chạy mô phỏng bằng cách đó là mình đưa những cái tín hiệu không một vô cái đầu vào của mình ha. Thì ở thì khi mà mình đưa những cái không một vào nhà của mình đó, thì tương ứng đầu ra nó sẽ hiển thị lên cái signal của mình không một theo đúng như code của mình ha. Chứ không phải tự nhiên người vô mình chạy được liền rồi. Bây giờ mình sẽ chọn từng từng signal một ha. Thì giờ đây là cái thằng clock clock đó. Clock đó thì mình phải chọn lock cho nó bằng cách đó là mình click click chuột phải, mình chọn là for clock, chọn cái chỗ này đó là nó sẽ có nhiều giới hiển thị, mình phải hiển thị dạng binary, dạng dạng số số hex, số hex là số số cơ số 16 á, hoặc là số decimal ha. Nó thì đây xung lốc thì nó chỉ có lên hoặc xuống là 0101, thì mình sẽ chọn là binary. Rồi cái này mình sẽ cái này nó cho 100 cho mình rồi, đủ thì sơ cô là 50, cái này mình chọn một, cái này mình chọn không ha. Rồi mình đúng ok là mình đã chọn xong cho cái xung lốc. Còn cái xung reset của mình đó, xong reset mình thì mới mới đầu tiên vô á, thì mình sẽ cho nó reset luôn ha. Mình sẽ cho nó reset. Thì ở cái bài này mình thiết kế là mình sẽ cho là reset đó, mình sẽ cho nó bằng không ha. Còn tức là ở trạng thái không thì nó thì mặt nó sẽ được reset, và trạng thái một thì nó sẽ làm việc bình thường ha. Thì mới vô mình sẽ cho mặt reset luôn bằng cách là mình dưới tay phải mình chọn for constant, for constant này cũng chọn là binary ha, hoặc cái chỉ là không. Rồi ok rồi rồi những cái giá trị này á thì có thể ban đầu mình không cần quan tâm cũng được ha, mình không cần quan tâm, mình không cần phọt, mình đợi nó reset xong rồi mình mới phọt cũng được. Nhưng mà ở đây mình đã làm cho đẹp thì mình có thể mình chọn cái giá trị ban đầu sẵn cho nó, là mình chọn cái giá trị xong ban đầu cho nó, thì mình chọn chọn mình cứ cho là không hết nha, để ban đầu cho nó đẹp thôi. Rồi tương tự cái này cũng không luôn, cái này chọn binary không à, cái này chọn nhầm, cái này phải chọn là for custom à, không binary rồi à, đó mình chọn xong rồi đó. Thì phía trên này nè nó sẽ có mấy cái nút để mình bấm, mình run quay nè à. Cái này là run 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 on ha, một cái run on tức là khi bấm run on nó sẽ một cái đoạn dài cho mình. Còn cái này là run run theo step, run theo step thì cụ thể là một cái bánh nó sẽ run cái thời gian phía bên này, tức là bên này mình đang chọn là 1000 nano giây đúng không, thì cái bấm một lần, mình đóng một lần đó thì nó sẽ run 1000 nano giây chỗ này. Ở đây thì mình không còn nhiều vậy, mình chạy chạy 100 thôi cho nó nhanh. Rồi còn cái nút này á, nút bên này chính là cái nút mà restart, restart nghĩa là giờ mình chạy xong mình muốn restart lại trạng thái ban đầu, muốn restart lại cái trạng thái này nè, trạng thái nó chưa có gì hết đó, thì bấm bấm nút này thì nó sẽ restart lại. Rồi ok giờ mình đóng cho nó chạy 100 nano giây trước ha, 100 nano giây trước thì mình thấy xung lốc nè, chạy thêm 100 nữa đây nó thì mình thấy là xung xung lốc đúng không, xung lốc nó lên nè. Thì ứng ứng với trạng thái ban đầu lúc mà nó đang ở trạng thái là idle mà nó chưa có gì hết đó, idle nó chưa chưa có gì hết đó, thì mình sẽ thấy là cái đèn xanh nó sẽ set lên một,
tức là sao, tức là cái bãi xe của mình nó còn trống á, cái bãi xe của mình nó còn trống á thì có thể đưa xe vô á, thì cái này nó sẽ xét lên một ha, để mà xe có thể vào nè. Rồi thì cái nhà sẽ còn đi đó ha, thì cái stand nó vẫn đang nằm trong cái hai đầu là bây giờ nè. Rồi ha, okay. Rồi bây giờ đây là giao thoát ban đầu của nó, bây giờ mình bắt đầu mình chạy nè. Thì trước mình chạy đó, mình phải cho cái xung reset này nó lên một trước ha, cho xung reset này nó lên một trước, thì mình cũng đây mình cứ phải mình chọn Fox Custom hay chọn một, ok ha. Rồi lên tiếp nó bắt đầu xong reset, nó hết reset nó lên rồi, bắt đầu bây giờ mình mới bắt đầu mình tiến hành mình nhập password vô ha, mình nhập password vô thì mình có hai password cần phải nhập, đó là password một á là giá trị 01, password hai giá trị là 10 à, thì mình phải đưa đúng như vậy. Thì mình cũng chọn giống vậy ha, mình chọn thằng này giá trị là chỗ binary 01 bắt buộc hai for custom for custom là 10 nhầm nhầm trong binary ha. Rồi rồi giờ mình sẽ lên mình làm tiếp thôi, thì nó sẽ lên, nó không đây không một không. Rồi bắt đầu á, khi mà có một cái xe vào á thì cái run sensor này nó sẽ set lên một, cái run sensor này nó sẽ set lên một nè, thì mình sẽ set lên một để mình giả lập là trường hợp là có xe vào ha. Một constant chọn là binary chọn một ha. À, nhận ống lên đây, ống lên đây. Rồi. Rồi mình gần thêm vài chu kỳ nữa đi. Mình coi ha. Rồi bây giờ sau khi mà xe nó đã đi đi qua rồi á, xe nó đã đi qua rồi á thì cái con sensor này sẽ xuống. À, cái bên sensor nó sẽ xuống, rồi mình sẽ phỏng nó lại, mình sẽ sọc nó là mình phỏng nó không lại à, rồi mình quay tin tiếp quay mình coi mình tiếp số chu kỳ nữa, mình coi tiếp mình chắc. Rồi ở đây mình thấy nè, ở đây mình thấy nè, cái đèn đỏ nó lên rồi đúng không, ở đây là đèn đèn xanh nè, bắt đầu là nó là đèn đèn xanh nè đúng không, đèn xanh nè. Và khi mà có một cái run sensor nó vô á, có một cái run sensor nó vô nè, tức là có một xe nó vô thì cái đèn đỏ nó sẽ lên, đèn đỏ nó lên, đỏ là xe đang nó đang đậu trong cái bãi dưới xe, nó đang chuẩn bị vào cái bãi dưới xe ha. Đó, nó đang vào trong cái bãi dưới xe, thì sau khi mà nó vào trong bãi dưới xe rồi á, nó nhập đúng password thì nó sẽ qua cho thấy là ra bắt password nè, đúng theo như cái code của mình á, đúng theo luôn code của mình á, quay password nè. Xong rồi nếu quay password mà rebase thì sẽ xuống write password ha, write password như này, rồi nó sẽ giờ nhận thấy là write password này đó. Rồi sau khi mà làm xong đó thì hầu nó cái đèn xanh nó phải lên ha, mà ở đây đèn xanh chưa lên thì mình run tiếp một vài chu kỳ nữa để mình coi đèn xanh nó lên hay không. Đó lên rồi đó, thấy chưa, đèn xanh nó lên, nó lên thì lại bắt đầu một cái chu trình mới nữa. Thì đây là cái cách hoạt động của mình, thì cái cách thì cái độ mà đi từ đây cho tới đây, cho tới cái đoạn này ha, tới cái đoạn này, tức là từ lúc mà cái đèn xanh này nó lên rồi nó xuống, đèn đỏ lên rồi nó xuống, thì đi từ đây tới đây là một cái chu trình của cái backend của mình ha. Còn cái next day này mình có thể mình coi nè, idle quay bắt quật gì đó ha, đó quay bắt quật bắt gì đó, idle là nó giống như là trong cái code của mình nè. Thì đây á, đây là cách mà mình mô phỏng cái quay nó chạy như sao, thì trên trên bo khi mình làm hết tất cả những các bước trên bo đó, tức là assign pin top đầu này nọ hết đó, mình sẽ bước trên bo này đầy đủ đó, thì nó sẽ ra đúng đúng cho mình ha.
đó thì tức là nó sẽ ra cái bo nó sẽ ra đúng cái dạng quay dạng mình thì mạch mình sẽ hoạt động tốt thôi đúng. Thì đây là một cái cách để mà mình cái quay này để mình kiểm tra cái thiết kế cốt của mình đúng hay sai. Thì đây bước này người ta gọi là bước simulation. Rồi, ok bạn nhé.